Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài chiết phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán: Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đọc tin mừng ta thấy Đức Giêsu luôn thực hiện đúng cái vai trò ngôn sứ của Ngài. Đó là một ngôn sứ trung thành trong việc loan báo lời Chúa, một ngôn sứ mạnh dạn, can đảm loan báo lời chân lý mà không sợ sệt, kiêng nể, một ngôn sứ dám nói lên sự thật, sự thất bại cũng như sự gian ác và tội lỗi, bất chấp những oán ghét hận thù của người khác. Và cuối cùng, vai trò của một ngôn sứ đó là chấp nhận trả giá cho những gì mình loan báo, kể cả mạng sống. Và đây chính là lý do mà các ngôn sứ ở trong Cựu Ước đã bị sát hại. Lịch sử cho thấy cái dân tộc Do Thái, một dân tộc rất cuồng tín, bảo thủ, cực đoan và tự mãn với những gì mình thủ đắc được, kể cả lề luật của Thiên Chúa. Cho nên họ đã nhân danh lề luật, nhân danh Thiên Chúa và sát hại các ngôn sứ của Thiên Chúa, những người mà đã dám nói lên sự thật về cái sự phản bội của họ đối với lề luật của Thiên Chúa và những việc làm sai trái, tội lỗi của người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo. Như vậy thì cái người đi trước làm sai, cái người đi sau sửa sai, xây mồ cho các ngôn sứ, phục hồi danh dự cho các nạn nhân mà chính cha ông họ đã ra tay sát hại. Đức Giêsu coi đây là một hành động tán thành những gì sai trái của người đi trước, vì chính thế hệ đi sau cũng chẳng khá hơn gì. Cụ thể, người biệt phái và luật sĩ thời Đức Giêsu cũng lại theo cái vết xe đổ của cha ông họ. Họ sống giả hình, vụ luật, tự mãn, kiêu căng, không chấp nhận những gì là sai trái, những gì là tội lỗi,
mà chính Đức Giê-xu đã chỉ cho họ thấy. Cho nên khi họ bị khiển trách, họ sinh ra oán ghét. Và như Tin Mừng hôm nay nói rằng họ đã oán ghét người một cách ghê gớm và mưu toan tìm những cái gì đó, lý do để có thể làm hại Đức Giê-xu. Người biệt phái và luật sĩ thời Đức Giê-xu, họ đã cư xử bất công với người nghèo, đã tiếp tục bắt bớ, bịt miệng các ngôn sứ và tông đồ của Thiên Chúa. Và như một lời ngôn sứ, Đức Giê-xu đã nói, họ sẽ bị đòi nợ máu. Vì thế, những năm 60 của thế kỷ thứ nhất, Đế quốc Roma đã kéo đến và phá hủy tất cả Jerusalem, và dân Israel đã phải tản mát khắp thế giới, lưu lạc khắp nơi cho đến ngày hôm nay. Nhìn lại giáo hội, chúng ta cũng thấy rằng lịch sử của giáo hội thời Trung Cổ cũng đã có những sai lầm, không khác gì người Do Thái đâu. Những cuộc thập tự chinh, tòa án, pháp đình tôn giáo cũng đã gây ra biết bao nhiêu đau thương cho nhiều dân tộc. Và nó vẫn còn gây ra những cái oán thù lẫn nhau kéo dài cho đến ngày nay. Lịch sử giáo hội Việt Nam cũng cho chúng ta thấy cái vai trò của ngôn sứ, những vị ngôn sứ của Đức Giê-xu đã bị bắt hại tàn nhẫn bởi quan quyền. Đó là các vị thánh tử đạo của chúng ta. Vì thế mà thế hệ chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm những cái sai trái của cha ông mình để hoán cải đời sống trong công bình, bác ái và yêu thương. Nếu không, như lời Đức Giê-xu nói với người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay, thế hệ này, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Dịch bệnh, tai ương vẫn đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cái nguyên nhân của nó.